Người đàn bà đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang, tâm lý sẽ như thế nào? Các bạn thân mến, người ta thường nói rằng bản chất của đàn ông là lăng nhăng. Họ sẵn sàng ngoại tình khi có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng đàn ông thì các anh chỉ trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài thôi, chứ tâm lý ít anh là có mong muốn bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình, ngay cả khi bị phát giác cặp bồ. Thế nhưng ở phụ nữ thì sao? Tâm lý của người phụ nữ khi bị chồng bắt quả tang, khi bị phát hiện sẽ như thế nào? Liệu cô ta có sẵn sàng, chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ chồng bỏ con, hất đổ tất cả mọi thứ để chạy theo tiếng gọi của tình ái mới hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ ngoại tình bị phát hiện, tâm lý sẽ như thế nào? Việc nắm bắt được tâm lý của chị em khi bị phát hiện cũng là cách giúp cho các ông chồng dễ dàng đưa cho mình những sự lựa chọn xử lý việc vợ ngoại tình đúng đắn hơn. Và tự chung thì có thể tổng kết được 4 nét tâm lý nổi bật của một người phụ nữ đi ngoại tình bị chồng phát hiện ra như sau. Tâm lý đầu tiên, đương nhiên rồi, dù cô ta có muốn bỏ chồng thì khi bị bắt quả tang là một việc xấu, điều đầu tiên sẽ cảm thấy sợ hãi và hối hận. Dù đàn ông hay đàn bà đi ngoại tình thì khi bị đối phương bắt quả tang và phát hiện mình đang có mối quan hệ bất chính đều sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, giật mình. Chưa hết, người phụ nữ đi ngoại tình bị phát giác thường đi kèm với những tiếng nhiếc móc của người thân, của xã hội, sự dè bỉu và ruồng bỏ của những người thân yêu. Chính vì vậy, phụ nữ sẽ có tâm lý rất hối hận và rất tội lỗi. Họ thấy có lỗi với con cái, với bố mẹ đẻ và với cả người bạn đời của mình. Tâm lý sợ hãi là một tâm lý thường trực trong lòng những người phụ nữ đi ngoại tình. Trừ giả là những người phụ nữ đã không còn coi chồng ra gì thì mới không còn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mặt bằng chung là tất cả các chị em, đặc biệt là phụ nữ, sống thiên về cảm xúc, thiên về sự suy nghĩ rất nhiều. Có quá nhiều thứ sợ hãi bủa vây một người đàn bà đi ngoại tình. Sợ hãi không chỉ đến từ xã hội, không chỉ đến từ con cái, còn đến từ phía nhân tình và nhiều những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi khác chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần sau của video. Đằng sau sự sợ hãi và sự hối hận khi bị phát giác ngoại tình thì tiếp theo là người phụ nữ đầu sẽ nảy sinh ra đủ mọi lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đây dường như là một tâm lý phổ biến trong tất cả chúng ta. Khi sai sẽ tìm cách ngụy biện. Dù biết việc ngoại tình của mình là sai trái, bản thân cũng có chút hối hận về việc làm của mình, nhưng phụ nữ cũng sẽ cố gắng bảo vệ bản thân đến cùng. Họ tìm mọi lý do để ngụy biện cho việc vì sao mình lại có mối quan hệ ân ái ngoài luồng. Các lý do thường được dùng đến như là vợ chồng không hạnh phúc, bất hòa, gia đình có biến cố, chồng không còn biết quan tâm lo lắng đến vợ, chồng không thể chu cấp đổi kinh tế cho vợ, vân vân và rất nhiều nguyên nhân khác. Thông thường thì dù có sử dụng bất cứ một lời lẽ hay bất cứ một lời lẽ ngọt nhạt nào để ngụy biện thì người thân cũng khó có thể chấp nhận được những lý do đó. Và dường như việc tìm lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình chỉ là một phản ứng tự nhiên, chứ không ai có thể thông cảm được cho người phụ nữ trong trường hợp này cả. Tâm lý của người phụ nữ ngoại tình khi bị phát hiện bắt quả tang sẽ là cầu xin sự tha thứ từ chồng. Dẫu biết một sự thật đó là đàn ông 10 người ngoại tình thì 9 người không bỏ nổi vợ, còn đàn bà ngoại tình 10 cô thì 11 cô đã đòi bỏ chồng. Thế nhưng nếu như chẳng may bị chồng phát hiện ngoại tình, được người thân phân tích đúng sai, họ đều có tâm lý hối cải và muốn quay về với tổ ấm của mình nếu như chồng còn sẵn sàng giang tay. Họ sẽ cầu xin sự tha thứ từ chồng, mong người chồng cho mình một cơ hội sửa sai để cùng vun vén hạnh phúc gia đình. Với những người phụ nữ cầu xin sự tha thứ từ chồng này thì ít nhiều vẫn còn có thể có cơ hội để có thể mang lại được hạnh phúc cho nhau, bởi vì ít nhất là chị ta còn muốn quay trở lại mái ấm nơi mà chị ta đã nhẫn tâm bỏ đi. Thế nhưng ngược lại, cũng có nhiều người phụ nữ có tâm lý bỏ chồng bỏ con. Đứng trước sự dạn vỡ về hạnh phúc gia đình, sự khó tha thứ cho lỗi lầm ngoại tình của người chồng, nhiều người phụ nữ cũng sẽ có tâm lý buông xuôi. Họ sẵn sàng viết đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống vợ chồng bí bách, khỏi sự giằng kéo nhau và khỏi những lời nhiếc móc, những lời miệt hạ của đối phương. Nhiều người phụ nữ sẽ có tâm lý sau khi ly hôn sẽ đi tìm và xây dựng hạnh phúc mới bên người tình,
họ sẽ giành quyền nuôi con hoặc sẽ có những lựa chọn mới cho cuộc sống độc thân của mình. Song hầu hết tâm lý phụ nữ lúc này đều sẽ đi thuê nhà riêng và rất sợ về nhà bố mẹ đẻ, bởi vì họ sợ những sai lầm, những sự xấu xa của mình sẽ khiến cho cha mẹ thất vọng và mất mặt với hàng xóm láng giềng. Một khi đã làm việc sai trái với chồng con thì bản thân người vợ sẽ luôn cảm thấy hối lỗi. Và nếu như việc ngoại tình có xuất phát từ phía chồng thì các anh có thể cho vợ cơ hội để sửa chữa. Nhưng mà nếu họ đã lựa chọn theo con tim mù quáng của mình tìm kiếm tình yêu thì hãy cứ để họ đi. Chúng tôi biết được rằng việc bắt được quả tang vợ ngoại tình thực sự là một trải nghiệm kinh khủng với bất cứ một người đàn ông nào. Cuộc sống hiện đại, mối quan hệ nam nữ không còn quá khắt khe như trước. Người phụ nữ không còn bị bó hẹp trong ngôi nhà, suốt ngày chỉ còn biết lo cho chồng, chăm cho con, mà còn là một con người năng động ở ngoài xã hội. Chính vì mối quan hệ rộng, được giao lưu nhiều, nên tình huống vợ ngoại tình, chồng mất quả tang là chuyện có thể dễ dàng xảy ra khi mà vợ có những mối quan hệ bên ngoài để lộ những sơ hở và chồng phát hiện được. Vợ ngoại tình, chồng bắt gặp đôi khi chỉ là sự tình cờ khi đang đi trên đường hoặc vào quán ăn, vô tình nhìn thấy vợ đi cùng với người đàn ông khác, có những hành động thân mật. Nhưng đôi khi đó không phải là sự tình cờ, mà là do người chồng đã cố gắng theo dõi từ lâu. Vậy thì xử lý như thế nào cho hợp lý là câu trả lời tôi nghĩ nhiều người đàn ông đang tìm kiếm. Vợ ngoại tình, chồng bắt quả tang xử lý như thế nào để thấu tình đạt lý mà không vi phạm pháp luật? Trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều clip vợ đi đánh ghen với bồ của chồng, rồi vợ ngoại tình chồng bắt được. Nhưng theo bạn, cách ứng xử này có hợp lý hay không? Vợ ngoại tình chồng bắt gặp, sau đó quay clip tung lên mạng cho tất cả mọi người cùng xem, cùng bàn tán, cùng dị nghị, chỉ để trả thù vợ, để mọi người trên đất nước, trên thế giới này biết đến cô ta là một người vợ lăng loàn, người dám bỏ chồng để đi theo trai. Thế nhưng nếu như bình tĩnh hơn thì tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ ra được hậu quả sau khi video clip đó được phát tán, hay đó chỉ là thói nhỏ nhen ích kỷ trong lúc cơn nóng giận không thể kiểm soát. Vì có rất nhiều trường hợp do không chịu được những cú sốc tinh thần, bị bạn bè người thân dè bỉu nên người vợ đã tìm cái chết. Có những người mạnh mẽ hơn không tìm đến cái chết, nhưng cả đời sống cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh, luôn trong trạng thái mặc cảm, tự ti về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hơn nữa còn những đứa con của các bạn nữa, chúng sẽ sống làm sao khi mà bạn bè, hàng xóm chỉ trỏ rằng nó có một người mẹ lăng loàn như vậy. Là một người đàn ông, bạn thấy hành động quay clip ngoại tình của vợ lên mạng có xứng đáng hay không? Vợ ngoại tình chồng bắt quả tang tại khách sạn, đánh vợ, đánh nhân tình mới, rồi đập phá mọi thứ xung quanh để giải tỏa cơn phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm trong lòng, hay là im lặng rồi về ký đơn ly hôn? Tâm lý người đàn ông khi thấy vợ ngoại tình với người khác thường rất sốc, rất bất mãn và cảm thấy mình kém cỏi nên mới bị cắm sừng, bị người mình từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp phản bội. Có nỗi đau nào đau hơn như thế? Nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được những hành động bộc phát không thể nào kiềm chế nổi cơn nóng giận của người đàn ông. Còn nếu như im lặng dừng dưng cho qua rồi viết một tờ giấy ly hôn lại là chuyện quá dễ dàng, vì khi đó người chồng không còn tình yêu với người vợ nữa, không cần quan tâm đến mối quan hệ của cô ta. Đối với anh ta, chuyện vợ ngoại tình chồng bắt quả tang cũng là chuyện bình thường. Vợ có đi cùng bao nhiêu người đàn ông khác nữa, đi đâu làm gì cũng không quan tâm. Vì điều cần thiết với anh ta lúc này đó là đơn ly hôn và một phán quyết từ tòa án. Bởi vậy mới nói rằng nó chỉ khó khi chúng ta còn tình cảm với nhau thôi. Nếu như vẫn còn tình yêu, còn tình thương với vợ, vẫn mong vợ quay đầu làm lại, sửa chữa lỗi lầm để cùng về chăm con. Trước hết, tôi biết là rất khó, nhưng cũng rất mong các anh là đấng nam nhi hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đối mặt với sự thật và hãy lắng nghe nguyên nhân vì sao vợ đi ngoại tình. Nếu như lý do cô ta đưa ra bắt nguồn từ chính những sai lầm, những thiếu sót từ phía người chồng trong cuộc sống, như chưa quan tâm đến vợ con, chưa chia sẻ câu chuyện hàng ngày cùng với vợ, thì người chồng có thể xem xét lại bản thân mình. Còn nếu như nguyên nhân xuất phát từ chính người vợ, từ chính những lỗi sai lầm trong cách sống, cách ứng xử, do tính nết lẳng lơ của cô ta, thì người chồng có thể ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới.
không cần phải hối tiếc một người phụ nữ trăng hoa đi ngoại tình chồng bắt được lại đánh đá cãi lại chồng, ngoa ngoắt không biết chăm sóc cho hạnh phúc gia đình. Đối với những người phụ nữ như vậy, tha thứ một lần cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nó dường như là không bao giờ đủ với cô ta. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ, khi vợ ngoại tình chồng bắt quả tang, những ông chồng, các anh đã có cách ứng xử hợp tình hợp lý cho gia đình mình. Thiết nghĩ nếu đó chỉ là cơn cảm nắng của người vợ dẫn đến sai lầm, hoặc nguyên nhân do thiếu tình yêu thương, thiếu sự sẻ chia của người chồng khiến cho vợ đi ngoại tình, thì người đàn ông cũng nên xem xét lại bản thân mình một chút. Đặc biệt là hãy tha thứ cho người phụ nữ vẫn còn tình yêu với chồng nhưng lỡ phạm phải sai lầm. Vì tục ngữ có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hai vợ chồng cùng nhau quay lại bên nhau để cuộc sống gia đình được như xưa, con cái không phải chịu cảnh xa bố xa mẹ. Chúc cho tất cả các bạn đủ bình tĩnh để có thể xử lý được những tình huống oái oăm trong cuộc đời, và đủ bao dung, đủ cao thượng để chúng ta có thể cùng với nhau sống tiếp dù đối phương có mắc phải lỗi lầm gì đi chăng nữa. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tại sao phụ nữ ngoại tình khó dứt hơn đàn ông? Năm sự thật hiếm phụ nữ nào tiết lộ rõ. Từ xưa đến nay, chuyện ngoại tình vốn dĩ được gắn cái mác cho đàn ông. Nhưng trong thời đại bây giờ, chuyện nam nữ bình đẳng hơn nhiều, thì những người phụ nữ đi ngoại tình cũng càng trở nên phổ biến. Một người đàn ông đi ngoại tình thì có thể chấm dứt ngay nếu bị phát hiện hoặc anh ta không muốn nữa. Nhưng phụ nữ thì lại khác. Một khi phụ nữ muốn đi ngoại tình thì sẽ khó quay đầu trở về. Nguyên nhân chính là do 5 yếu tố sau. Thứ nhất, người vợ bị thiếu quan tâm từ phía chồng trong một khoảng thời gian dài. Sự quan tâm cùng lãng mạn của chồng là điều mà phụ nữ rất mong cầu. Dù là khi yêu hay khi đã về chung một nhà, phụ nữ vẫn thích được tặng quà, tặng hoa, đi spa, du lịch. Bởi người đàn ông họ hết mực yêu thương. Tuy nhiên, người chồng vô tâm và không đáp ứng, không chiều chuộng, không có trách nhiệm với con cái sẽ khiến phụ nữ cảm thấy tổn thương rất nhiều. Theo ngày dài tháng rộng, nỗi buồn cứ thế tích tụ và tăng dần lên. Không chỉ buồn bã mà trong lòng họ sẽ dấy lên nhiều hoài nghi. Sự chịu đựng, nhẫn nhục là có giới hạn. Sẽ đến lúc người vợ không thèm để tâm đến nữa và ra ngoài tìm tình nhân mới. Thứ hai, muốn trả thù chồng ngoại tình. Nhiều trường hợp người vợ vì bị người bạn đời của mình phản bội thường bắt nguồn từ chuyện tài chính, các mối quan hệ chăn gối ngoài luồng. Ngoại tình chỉ là cách để trả thù. Thêm nữa, người đàn ông nếu có tình nhân thích bay bướm bên ngoài sẽ khiến người vợ mất toàn bộ niềm tin cùng tình yêu của cô ấy dành cho chồng như sụp đổ. Càng yêu càng đau đớn, tin tưởng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ông ăn trả, bà ăn nem. Tìm đến người đàn ông khác như giải pháp cuối cùng để trả đũa những lỗi lầm mà chồng đã gây ra. Thứ ba, thiếu thốn chuyện giường chiếu. Nhu cầu về tình dục không chỉ có ở mỗi đàn ông mà cả ở phụ nữ. Họ cũng khao khát được yêu, họ muốn thưởng thức cảm giác được chiếm hữu. Một số ít chị em có nhu cầu nhiều hơn bạn đời của họ. Để khỏa lấp nhu cầu bị thiếu hụt đó, họ tìm đến mối quan hệ bên ngoài. Đàn ông không làm thỏa mãn vợ hoặc người phụ nữ bên cạnh mình thì sẽ gặp phải chuyện này. Thứ tư, gặp được đúng đối tượng và không vượt qua được cảm xúc cá nhân. Nhiều ông chồng thường thắc mắc với câu hỏi vợ lại ngoại tình với một người mà bằng một phần của mình. Lý do rất đơn giản là vì cô ấy đã tìm lại được cảm giác yêu và có nhiều cảm giác hứng khởi sau nhiều năm tháng ở bên người chồng hiện tại. Chính người này mang đến luồng gió mới. Họ thích thú với sự phiêu lưu, trải nghiệm nhiều cảm xúc phong phú, hệt như thời mới biết yêu. Chính những rung động nhất thời này khiến vợ mất hết lý trí và bị cuốn theo. Họ bỗng quên rằng mình là người phụ nữ đã có gia đình và những trách nhiệm gắn với mình. Theo tiếng gọi trái tim, họ không cần quan tâm tới định kiến xã hội ra sao, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Chân lý là phụ nữ hiếm khi rung động trước người khác giới. Tuy nhiên, một khi đã yêu, họ sẽ yêu hết lòng, hết dạ,
như thể người ấy là mối tình đầu vậy. Thứ năm, có những mong đợi xa rời thực tế. Cuộc sống gia đình bộn bề với nhiều lo toan đôi khi khiến chị em có cảm giác mình chẳng khác gì một vú em trong nhà. Là một người giữ hòm chìa khóa chi tiêu, hôn nhân không đáp ứng được cảm xúc, tâm hồn khiến người phụ nữ thường tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài để bù lấp vào khoảng trống cảm xúc trong lòng. Mặt khác, nhiều chị em ngại chia sẻ và luôn cảm thấy người chồng không thể làm mình thỏa mãn toàn bộ nhu cầu. Với tuýp phụ nữ ích kỷ, nếu thấy người bạn đời không đáp ứng được mong muốn thì họ sẽ tìm đến những anh chàng khác. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.